Hồng Đào xin chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay bây giờ thì Hồng Đào đang ngồi chờ con nó chở đi công chuyện. Bây giờ mình nuôi con lớn rồi, mình có quyền nhờ con, nhưng mà muốn nhờ nó đó là phải chờ nó. Và trong cái lúc chờ đợi thì Hồng Đào cũng ngắm vườn tược nhà mình. Cả một năm nay là Hồng Đào vừa trồng trọt, vừa tưới cây, tưới cỏ. Và cái mùa này bắt đầu mùa hoa lá bắt đầu nở rồi. Đó, ngắm vòng hồi cái mình ngắm cái nhìn vô cái giỏ của mình. Thì trời đất ơi, coi cái giỏ nè. Cái giỏ gì đâu mà thượng vàng hạ cám, cái gì cũng để trong cái giỏ này hết. Ok, thôi cùng Hồng Đào coi trong cái giỏ mình có cái gì nha. Trước tiên là đây, cái này. Trước tiên là đây. Đây là mặt nạ và đây là thuốc rửa tay. Thực sự ra hai cái này nó theo Hồng Đào cả một năm nay rồi. Mới đầu mình tưởng chắc là chừng 1-2 tháng là xong thôi, ai ngờ nó theo suốt. Và mình tính hình như là hơn một năm rồi. Và Hồng Đào nghĩ là cái mặt nạ với lại cái thuốc rửa tay này sẽ còn bám Hồng Đào khoảng chừng một thời gian nữa. Mà thôi kệ nó, cho nó an toàn sức khỏe cũng ok. Rồi, đây tiếp tục, đây còn cái này. Cái này giỏ người ta có một cái kiến thôi, nhưng mà giỏ Hồng Đào tới hai cái kiến lận. Trước tiên là cái kiến mát. Kiến mát thì hình như ai cũng có hết á. Để điệu điệu mình đeo vô, hoặc là bữa nào mình không make up á, mình gặp ai mình cũng đeo vô là xong. Nhưng mà cái kiến này mới là quan trọng nè. Đây. Kiến lão. Kiến lão này nó quan trọng lắm. Mỗi lần mà đi shopping hay đi mua bán là bắt buộc phải có kiến này. Hồng Đào còn nhớ có mấy cái lần đi shopping cái mình làm biếng á, mình không có đeo kiến vô, cái mình nhìn cái áo mình thấy trời ơi sao cái áo này nó rẻ mà nó đẹp quá, nó có 9 đồng 99 à. Mua 2-3 cái luôn, cái khi mang ra tính tiền á, đeo cái kiến vô thì mới biết nó tới 99 đồng 99. Thôi bỏ lại liền, chờ sale. Cho nên là muốn mua bán hay muốn shopping gì là phải có cái kiến này. Đó, tại vì có cái kiến này nè, để đừng có hy vọng rồi thất vọng, là phải đeo cái kiến này. Đó, cho nên Hồng Đào lúc nào cũng có hai cái kiến ở trong đây hết. Rồi, còn cái gì đây? Trời đất ơi. Receipt quá đơn quá trời luôn nè. Ôi chà. Quá đơn đây. Dạo này Hồng Đào rất là ngoan nha, không có shopping quần áo giày dép gì hết. Suốt ngày nè, đi nè, Costco nè, rồi Home Depot nè, rồi chợ búa không à. Để coi. Costco rồi mua toàn là đồ ăn, xong rồi nước rửa chén, rồi xà bông, rồi trái cây, rồi phân bón, mua phân bón để trồng cây. Dạ, nhiều phân bón làm cây đó, thấy chưa? Dạo này á toàn là lo trong việc gia đình không mà không có shopping sớm biết, giỏi ghê vậy đó. gì đây? Ôi trời ơi, đây. Lúc nào trong giỏ Hồng Đào mua cái đây. Đây. Kẹo. Chocolate này là chocolate trắng mà trà xanh. Cái này cô mua trong Costco luôn nè. Cái này là thực sự ra mình để mình những cái lúc mà mình xuống đường đó thì mình có cái đường này mà ăn liền. Hồng Đào nhớ trước đây hồi đi shopping, mỗi lần mình nhìn thấy cái đôi giày nào đẹp quá mà nó mắc quá mình không có tiền mua, mình hay xuống đường lắm, cho nên khi xuống đường là phải có cái kẹo này vô liền. Dạ đó, rồi còn cái gì nữa không? Cái gì nữa đây? Nhiều thứ quá. Gì đây, cái gì vậy? Cái này là thuốc súc miệng. Cái này chắc là để trước khi bệnh dịch rồi. Bởi vì từ ngày bệnh dịch tới giờ đó, đeo mặt nạ không à, cho nên hầu như là cũng không cần thuốc súc miệng cho lắm. Cái này chắc là để trước rồi, lâu quá không quên rồi. Đây là đồ cột tóc. Chắc là cũng lâu rồi, trước khi mà mình cắt tóc, bây giờ cắt tóc rồi cái này không cần nữa. Còn cái gì nữa không ta? Đây. Đây. Và đây là cái bóp của Hồng Đào. Cái bóp này thì hôm vừa rồi có một cái cậu bé, thằng cháu thôi, nó nói trời ơi cô ơi, cái bóp này nó xưa lắm rồi, nó mấy chục năm rồi, sao cô cứ xài hoài vậy. Mà thú thật với quý vị là cái bóp này nó lâu lắm rồi. Hồng Đào nhớ là hồi đó đi quay cho Paris by Night ở bên Pháp, cái bóp này cũng gần 20 năm nay rồi, nhưng mà nó vẫn còn tốt mà. Tánh của Hồng Đào là cái gì mà vẫn còn tốt, mình vẫn giữ xài thôi. Trừ khi nào mà nó hư, nó rách, nó tệ lắm thì mới bỏ. Đây là cái bóp, gần 20 năm rồi. Để coi trong cái bóp có cái gì nha. Trong bóp thì tất nhiên là phải có tiền. Để coi. Trời ơi, dạo này ít tiền quá vậy. Trời ơi, còn có mấy chục đồng mà. Bệnh dịch mà không có đi làm ăn gì hết nên tiền ít. Rồi, trong đây là có thẻ. Và đây, đây. Bây giờ cái thẻ gì cũng không quan trọng bằng cái thẻ này. Cái thẻ này, thưa quý vị, đây là cái thẻ mà Hồng Đào đã chích vaccine rồi. Thì và Hồng Đào đã đi bọc ni lông rồi.
quý vị nào mà đã chích hai lần rồi mà có cái thẻ này thì cứ đi ra Staples, họ sẽ bọc ni lông free hết cho quý vị để mà quý vị giữ gìn cho cẩn thận. Hồng Đào nghĩ cái này sẽ rất quan trọng, bởi vì sau đây nó sẽ là cái giấy thông hành để cho mà mình đi travel ở trong nước cũng như ngoài nước. Đây cái bóp này đây, cái bóp mấy chục năm, tiền thì cũng còn ít nhưng mà thôi kệ nó đi, từ từ mình làm lại. Rồi xong cái bóp rồi, còn cái gì nữa không? Ở đây đây, cái này cũng rất là quan trọng đây. Đây là hắc sâm của công ty Surihi. Đây là một công ty mà Hồng Đào rất là tin tưởng và đã uống hơn một năm nay rồi. Hắc sâm lại có là cả fucodon trong đó nữa để cho sức khỏe mình nó tốt hơn, và nó có rất nhiều cái quyền lợi. Và nếu quý vị có thắc mắc gì thì liên hệ với lại Suhiri, công ty Suhiri. Hồng Đào và Kiều Khanh là spokesperson của công ty Suhiri. Đây là một cái công ty mà Hồng Đào rất là tin tưởng. Rồi còn cái gì nữa không ta? Đây, trong giỏ Hồng Đào lúc nào cũng có hand lotion. Bởi vì quý vị biết không, phụ nữ ở Mỹ này có vẻ chứ vất vả lắm, làm suốt luôn á, làm vườn xong rồi đổ rác rồi dọn dẹp nhà cửa rửa chén, ôi đủ thứ, cho nên bàn tay rất là khô. Bởi vậy cho nên Hồng Đào lúc nào rảnh thì cũng có lotion này để bôi vô tay để cho cái tay nó đỡ khô hơn. Phụ nữ ở đây vất vả lắm quý vị ơi. Xong rồi còn cái gì nữa không? Đây nè, quý vị thấy không, một cái hồng hồng xinh xinh này, quý vị tưởng rằng là cây son nhưng thực sự ra đây là một cái vật để mà bảo vệ cho mình. Thưa quý vị, đây là pepper spray. Thí dụ như ai tấn công mình thì mình sẽ mở cái nút mà mình xịt cái chất cay vào người của họ thì để mình phòng thủ cho mình. Hồng Đào nhớ là trước đây khi mà con gái Hồng Đào đi học đại học á, thì Hồng Đào mua cho các cháu, bắt các cháu để trong bóp để đi đâu có chuyện gì xảy ra thì mình có cái sử dụng. Thì lần này hai đứa con gái nó mua cho Hồng Đào và nói mẹ để trong giỏ đi để mà bảo vệ mẹ. Thì như quý vị cũng biết là gần đây có những chuyện không hay xảy ra cho cộng đồng châu Á của chúng ta. Thì cái việc trước tiên thì con Hồng Đào muốn là mình phải tự vệ cho mình trước, và Hồng Đào hy vọng là chúng ta sẽ có một tiếng nói chung để làm giảm bớt những cái chuyện không hay này. Và cái điều Hồng Đào hy vọng hơn nữa là mình sẽ không bao giờ never ever phải sử dụng cái pepper spray này. Rồi xong rồi còn cái gì nữa không ta? Đó, hết rồi. Bao nhiêu đó trong cái giỏ này. Nhưng mà công nhận nha, cái giỏ này mình nhìn vô á, thực sự ra nó là cả một giai đoạn xã hội nằm trong cái giỏ này đây. Nào là coi như là bệnh dịch vừa qua, mình được chích vaccine, mình phải phòng thủ lấy mình. Rồi coi như là đây, và mình phải bảo vệ sức khỏe mình bằng mình là mình phải uống hắc sâm. Mọi thứ trong đây cũng được ghê chứ. Thôi giờ mình ôm nguyên cái xã hội này, mình đi công chuyện đây. Xong chưa con ơi? Chờ hoài nãy giờ nói hoài mà nó chưa xong.